Bữa hôm nay mình ở nhà mới làm xong một số việc. Giờ ra xong cái mình quay cái điểm câu cá của thằng em để đăng lên giới thiệu cho các bạn nào mà có yêu thích môn câu cá ra đây để câu ủng hộ. Ngoài câu cá thì nó còn các dịch vụ khác như câu xong rồi ta chế biến tại chỗ luôn. Câu cá này là ở Cồn Ông, ở Phân Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nó nằm cặp con sông Tiền. Cá này là cá nuôi ra, nuôi sẵn thì mình câu vô vé thôi, vé không có nhiều, 30 ngàn.